nên 2 cây. Trời ơi, bữa mình ăn. Đâu, của Kelly đâu? Kelly vô đây nè. À, ngon không? À, Hồ Sinh nè. Còn Neo đâu? Đó. Nui. Đó. Nè, Nathan. Nathan nhớ lên. Đó. Đó. Rồi, nó coi rồi. Nó khoái hai ba bầu quá chứ. Leo vẫn là fan nhất nè. Rồi, rồi, giỏi. Rồi. Kìa, thêm nữa kìa, thêm nữa kìa, thấy chưa? Rồi, đó. Đã chưa? Thấy chưa? Stop putting the king's bed. Ba hả? Ôi ôi ôi, dữ quá. Louis đừng có ấy, cái tay nó dơ. Rồi, nó tên mấy cái? Nó tên mấy cái? Wow, nó tên cũng ba cái lên hả? À, hai cái như vậy là năm cái. Wow. À, mấy cái? Úi giời ơi, bốn cái rồi hả? Trời ơi, dữ quá. Rồi. Gia đình mấy cái cánh gà? Hai cái. Thấy chưa? Đứa đứa nào mà ăn nhiều là có ở trong đây nha. Đó. Đây là một cái món mới. Kêu là gì? Kêu là gì? Ốc móng quỷ. Đó, ghê ghê.
con thử dơ cái móng lên cho ba quay coi nè, dơ cái móng lên đó thấy chưa. Ngó sợ luôn. Đó, còn đây là cái nước mắm gừng vô lên, mắm gừng để châm ốc mắm. Ốc mắm rùa. Ốc mắm. Đó, thấy chưa? Đây là cái món mới phát giác rồi nè, thấy không? Đó. Rồi, có móng nữa kìa. Ừ. Đó. Đây là ngày thứ hai. Ăn bún nữa kìa. Bún nữa. Cái này wasabi thử ăn. Cái này ngon mà, tại sao không ăn? Chưa, đi chơi mà ăn cao cấp như thế này đây nè. Đó. Ăn đi. Ăn cánh gà có ngon không? Ngon không? Anh là ông nội nhìn cái xương mà ai mà còn thịt đó là ông nội bắt phải ăn lại. Anh làm sao mà cho nó sạch. Đó, không có được bỏ thừa nghe chưa? Xem coi. Đó, cái của Leo vẫn còn thịt nghe chưa? Ăn cho sạch. Xem coi ông nội kiểm tra Nui nè. Giờ cái xương lên coi xem còn thịt không? Không. Em bạn. Trời ơi. Phải cho cay mà. Cái này phải cần cái gì salty chút xíu. Cần nó cay á, cho ớt nhiều vào. We have all phải bóc cái da ra hả? Kéo cái da dễ không? Dễ. À. Nấy con bự anh. Nhưng mà nó cũng nhỏ. À, nó ở trong nước. Nó xì nước ra. Chè nước mắm vô. Chè nước mắm chút xíu để cho anh nhà. How many sauce we have over here? Yeah.
Phải. Nào, ông nội kiểm tra Leo ăn cái xương còn thịt không? Nhớ lên coi, phải ăn cho sạch. Đó, đúng rồi, không có được bỏ đó. Đó, đúng rồi. Đó, xem coi hồi xem. Hết đi, đưa cái xương lên ông nội xem còn thịt không? Đó, sạch sẽ, rồi sạch quá. Dễ đàn, đưa cái xương coi. Đó, còn thịt đó. Đó, đúng rồi, còn thịt phải ăn cho sạch. Rồi, đưa cho Neo cái cánh gà nữa kìa. Đưa cho Neo cái cánh gà nữa Hoàng, cho nó gặm nó nữa được kìa. Cho nó đưa cái cánh gà nữa. One more. It's similar and clean hair. The head of a clean hair, not chewy. It's so soft. Okay, then I'm clean hair. Làm sao? Bỏ cái đấy cay không? Đã hả? Nó phải hả? Không vấn không? If you can take it out without slitting it, then that's okay. No, if it's slit, you can. Yeah, you have to slit it. Because I want it to be clean. I'm the worst at cleaning it. Because I just get rid of everything. Yeah, that's the worst. He should probably cut the stomach out. Yep. Maybe, mm-hmm. Like that. Maybe use a battered out baggie for the chicken. Chiên không? Bỏ đấy, mình tầm hết xong xuôi một cái bắt đầu bỏ bột năng vô. Bây giờ cũng được đó. Bây giờ có con chắc không? Có con chắc ở đây không? À, tí nó cắt ra tẩm chiên luôn nè. Bột bắp á. Xong hồi cái tiêu tỏi vô một cái là trứng đập vào tí chiên ha. Tí nữa cắt ra xong hồi chiên. Cả nó mình cứ làm thử. Đó. Seems like there's more. Han, come here. Right? Oh, Han's the only one that doesn't cut it. Fine, yeah, Han. Cut it. Go find the ones that I missed too. Oh, this one clean? Yeah. So you have to get a tip. But that's the easiest part to cut off. I'm gonna take it and then I'll cut the other stuff inside. Okay. So we do. Oh. This is not done? This is already done, right? Cut the tip off. I got it. Like a year. Okay, then. Okay, not all the way down. Not all the way down. Then, like. Cut me, huh? Yeah, I think that.
Cắt rồi. Nó rửa rồi hả? Chưa. Worth more? Oh, no, no. I think that's a lot. No, I don't think I'm gonna. Still see this one has it's covered in bread. Coi như chiều ngày hôm nay là ăn một món thôi mà chia làm 4-5 thử vào. Chứ thử cái này nấu curry. Cháo và má mày được chưa? Ủa này con làm gì? Con nướng. Để sáng 7 giờ sáng đi. Có ra hết đâu. Nó cứ dính vậy thôi hả? Cái mắt sò nó cứ ấy. Sau khi mà bắt được con lem, bây giờ đây là cái nồi cháo nè, nhưng mà từ từ nó bỏ. Rồi đây là con, nó cắt nhỏ ra xào, xào xong rồi bỏ. Thấy chưa? Đó, tí nó mới bỏ vô nồi cháo. Đây là món nướng, món nướng. Tí nó mới nướng. Đó. Đây là món chiên. Tí nó mới chiên. À. Rồi.
Đó, lên nồi cháo ấy. Rồi. Cháo ế côi quá trời thịt trong đây nè. Có giờ thịt không? Đâu? Để coi. Múc lên. Chưa? Rồi. Cái chưa có đủ cái bột nó chưa ta chưa thấm. Một cái bột ngoài luôn á. Lát mở lên mấy hai ba. Lát mở lên mấy hai, bỏ mở hành lên mấy hai. Con được bao nhiêu ảnh trên YouTube.